Hello, xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Kim. Hôm nay mình sẽ trồng hoa, thay hai cái chậu hoa này tổng cả nhà. Để mình lót cái báo rồi. Báo cũng không có lỗ xuống. Đây, mình có hai cái chậu. Hai cái chậu này là mình để ngoài cổng đó. Cái hoa này nó chịu được lạnh nè cả nhà, cho nên là mình thay nó. Đây là hai cái chậu hoa này nó cũ rồi nè. Này là hoa này nó chịu mùa đông, hết mùa đông thì giờ mình tới mình thay hoa mùa hè. Ở đây giờ mình thay hai cái chậu, mình cho đất vô nha. Đất này mình mua năm ngoái còn nè, năm ngoái mình mua gần 20 bao luôn á, mà mình xài còn là 4 bao. Hôm bữa mình trồng dâu hết 2 bao, bây giờ còn 2 bao, vài bữa nó ấm ấm rồi mình đi mua đất thêm. Mua hai cái này là hoa lớn, còn này là hoa nhỏ. Mình mua hai cái này là hết 15 đồng, còn mình mua cái hoa này là để lễ phục sinh đó cả nhà, hoa màu vàng để mình mang vô nhà thờ, trong nghĩa trang nhà thờ đó. Cái mộ mình mua đây 5 chậu cho bốn cái mộ trong nhà thờ đó. Thì mình hồi năm ngoái mình cũng có mua nữa, chắc năm nay nó sẽ mọc lên lại, để trời nó hơi, mấy bữa nay mưa quá, để nó hơi ấm ấm rồi mình sẽ đi vô nhà thờ. Nó hết cái này mình cắt xong rồi cái nó ra cái khác. Này họ ươm bằng cái giá thể đó cả nhà, cho nên cái đất này nó tốt lắm. Họ không có ươm đất như mình. Khoảng 1 tháng nữa mình mới đi vô trong cái chỗ vườn ươm mình mua, trong đó nó ươm nhiều cây lắm đó. Mình xong 1 chậu rồi cả nhà, rồi mình tưới nước, mình rửa cho nó, cho nó sạch cái đất xuống. Cái này cũng mọc ra nhiều, bông nó cứ mọc liên tục luôn. Đây nó ươm cây thì nó bán, mình mua một lốc 6 cây vậy mà 7 đồng đó, 7 đồng mấy, hai chậu này 15 đồng. Mùa này người ta đi mua về người ta trồng trang trí nhà xung quanh, mấy cây nào mà nó chịu lạnh đó thì người ta trồng trước, còn mấy cây nào mà nó chưa thì đợi tới tháng 5, tháng 6 người ta mới mua về.
Rửa nó là xong rồi cả nhà. Xong một chậu này mình cũng rửa luôn. Nó mà tàn á, nó mà tàn xong cái mình ngắt mình bỏ cái nó mọc cái khác lên rồi cả nhà. Mình xong rồi, giờ mình mang ra ngoài nha. Đây là mình xong nè. Mình làm được hai cái chậu ở ngoài cổng này. Đây một chậu. Đó. Vậy chứ tới tới hè mình lại thay bông lần nữa cả nhà. Nó có loại bông khác đẹp hơn á. Rồi mình nhổ ra mình thay cái khác. Hiện nay cái hoa này thì nó chịu lạnh cho nên mình trồng cái hoa này, nó mà tàn á cái mình bứt mình bỏ là nó mọc cái khác, nó mọc lên mọc liên tục luôn. À cái đây mình cũng dọn dẹp sạch hết rồi nè. Hoa này nó cũng đang chuẩn bị, cái này hoa màu vàng này, nhiều lắm luôn. Đây hoa hoa nghệ tây của mình nè cả nhà. Đó, bữa nay nó chưa có nở, nó mới có búp lên nè, quá chừng luôn. Chắc khoảng chừng vài ngày nữa là nó nở ra hết rồi. Cây này sao nó bị đó, màu trắng, màu tím, màu vàng. Đây là có cây thực dược, nó đang đâm chồi lên này. Hoa tulip bữa mình trồng đó, giờ nó lên rồi đó, nhiều hoa tulip lắm. Đây hoa tulip nữa nè cả nhà, bây giờ nó mới có mọc lên nè. Nhưng cái vườn này là mai mốt là cả nhà xem hoa tulip nhiều lắm luôn. Đó. Ôi nó có cái cây gì mà nó lên to thế nhỉ? Cái cây này cái cây gì nè cả nhà, nó lên to quá. Mình cũng không biết luôn. Chắc mình trồng mình năm ngoái mà nó không lên, bây giờ nó mới lên đó. Lạ quá. Đây cái hoa này nay nó mọc rồi nè. Cái cây này là nó mọc hoang ở trên rừng á. Mình hái về đó, mình nhổ về mình trồng đó cả nhà, 2 năm rồi. Cái hoa nó đẹp lắm. Đó. Nhỏ 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 mà cái màu hồng đẹp ghê luôn. Chắc là chim nó ăn á. Cái nó mọc lên ở trên rừng á. Hai chồng mình đi lên rừng á. Về xong rồi cái thấy nó hoa đẹp quá, cái mình nhổ mình đem về mình trồng. Đây nè, tulip nè, quá chừng. Đây hoa nghệ tây. Đó, đường của mình đó. Các bạn nghe không? Mùa xuân là chim nó líu lo đó. Nó trú ở trên cái cây, nó trú trên cái cây to này nè đó, nó hót líu lo luôn. Nó canh mà tới dâu mình chín là nó xuống nó tấn công, năm nào cũng vậy á. Cái vườn nhà mình nhiều trái cây lắm, năm nào cũng vậy á, là chim nó bu ở đây nhiều lắm.
nó ăn cái phúc bồn tử là cái mâm xôi ở cả nhà. Vườn nhà mình nhiều mâm xôi lắm, với lại nho chữ ngọc. Đây là nguyên lùm nho chữ ngọc nè, rồi dưới đó nguyên một lùm dưới đó là nho chữ ngọc không á. Trên đây mình mới trồng mấy cây nè đó, cho nên là chim mùa này là nó biết cái nhà mình vừa có vườn trái cây nè, nó tụ tập đó cả nhà, nghe nó hót không líu lo luôn, đủ thứ loại chim ở trên đó đó. Hôm bữa nhà mình có hai cây cao nè, chim nó cũng hay bu ở đây lắm. Có cái cây kia nhà mình mới đốn rồi á, là sáng nào cũng vậy, đúng giờ của nó là nó hót. Cái phòng ngủ của mình ở đây nè, mình nghe nó hót là mình biết mấy giờ luôn ạ. Nó hót khoảng 1 tiếng là nó im à. Đó là nó hót nha. Đó, cả nhà nghe không? Líu lo, líu lo. Tới mùa trái cây là mình ra mình tấn công nó. Nó thấy mình đi ra là nó biết mình đuổi nó bay lên trên cây đó nó đậu. Đây, bữa dâu mình trồng đó, mình không có tưới nước, mấy bữa nay trời mưa là nó bắt đầu nó phát triển rồi đó cả nhà. Dâu này nó mạnh lắm, nó nhanh lên lắm. Đây. Mà dễ trồng nữa. Đây mình có gieo mớ họ hạt cải xanh nè, không biết có lên không. Cải nó lên được cây nào hay cây nấy. Còn rau húng nó mọc lên quá chừng luôn. Vài bữa nữa nó nở ra mới đẹp. Giờ nó chưa có nở. Đây nè cả nhà. Nó rớt xuống dưới đất, ở đây cây nó cũng mọc lên hoa luôn đó nè. Cái hoa này nó dễ trồng, dễ lên lắm. Cái củ nó bé xíu à. Cái củ nó giống như đây này, cái củ nó bằng cái hạt hạt này nè cả nhà. Đó nè nó lên. Màu vàng. Mà hoa tulip giờ nó lên quá chừng luôn. Và năm ngoái tháng 5 á nó nở, mà tulip nó nở ngoài đây nó lâu lắm. Đây nè nguyên chùm chỗ này là cả nhà thấy. Quá chừng luôn. Hôm bữa mình đi mình định mua thêm nhưng mà nó không có, nó hết rồi. Chắc người ta mua hết rồi. Này là hôm đó tháng 10 hai chồng mình ra trồng xuống đó cả nhà. Hôm nay nó lên rồi nè. Mình mua bữa hình như không biết có 7 8 củ gì à, rồi nó lên hết nè. Trong kia hoa nhãi tây nó cũng mọc chùm chùm luôn. Bữa nay trời nắng rồi lại mưa rồi lại nắng rồi lại mưa. Mà mưa nhiều hơn nắng. Nó nắng như có một chỗ rồi. Mấy chú chim nó hót. Bữa nay trời trời mưa mà mây xanh luôn. Mây đẹp không? Đó xong lát nó chỉ có tí xíu vậy thôi, lát bắt đầu là mưa xuống nữa. Hôm nay lại sắp hết một tuần nữa rồi. Đó, mấy chú chim vẫn còn thi nhau hót.
Trên đó có tổ đó. Mà cao lắm, cái cây này cao lắm. Cái cây này là nó 70 năm rồi đó cả nhà. Ông xã, ông xã mà định cưa để lấy ánh nắng vô nhà đó mà. Mình cưa cây này phải mất khoảng 500 đô. Thôi mình bye bye đây. Hẹn gặp lại video kế tiếp.